Sáng ngày 15 tháng 8, dưới sự chủ trì của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2024 được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương kết nối đến hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. Tham dự điểm cầu thành phố Sông Công có lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể, đảng ủy các cơ quan, đơn vị địa phương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin chuyên đề tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền các nghị quyết chỉ thị về xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực trong thời gian qua và giải pháp thúc đẩy trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Cùng với đó, tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền những nội dung tích cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.